Chào mừng bạn đã quay trở lại với Hồng Lê Thị. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục chào đón một nhân vật đã từng được mình mời trong một cái buổi lần trước. Tuy nhiên lần trước thì chị không có lộ mặt, hôm nay thì chị hết ngại rồi, thì là đã lộ mặt cùng với lại cả nhà. Hiện tại bây giờ mình và chị Hoàn thì đang mở các cái khóa học liên quan tới ngành IT Computer, bao gồm cả offline và dạng video. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chị để nói về cái câu chuyện hướng nghiệp mà ngành IT Computer thì nó sẽ có những cái bất cập, có những cái điểm lợi và có những cái gì mà chúng ta sẽ cần phải để ý khi mà bước chân vào cái công việc này nhé. Đầu tiên thì lại xin mời chị Hoàn giới thiệu lại một lần nữa cho mọi người cùng biết. Ok, chào các em. Chị quay trở lại trong một buổi phỏng vấn lần thứ hai đối với chị Hồng. Thì buổi thứ hai thì có chuẩn bị một chút nên cũng tự tin là bật video. Thực ra thì là chị với chị Hồng sau cái buổi phỏng vấn lần trước thì là cũng có, tức là nhờ cái buổi phỏng vấn lần trước thì cũng cũng có nảy ra cái kế hoạch kết hợp với nhau và cũng đã kết hợp với nhau thành công sau 4 khóa Hồng nhỉ? bốn Một khóa học bốn khóa học và kéo dài từ lúc đấy đến giờ tầm nửa năm đấy. Thì nhờ cái duyên của buổi phỏng vấn lần trước mà chúng ta đã có bốn khóa học cùng với lại 50-60 bạn đã được tốt nghiệp bốn khóa học đấy, với những cái cảm xúc rất là khác nhau. Thì hôm nay chị cũng quay lại với bài chia sẻ của chị Hồng để có thể là trả lời thêm những câu hỏi khác của chị Hồng mà chị Hồng đại diện cho các em để hỏi chị và để có thể chia sẻ thêm cho các em hơn nữa về cái con đường hướng nghiệp của ngành IT công tư. rồi à, chờ em chút nhé, cái đoạn này là em đang quên mất câu hỏi, chờ chút nào. Em thấy rằng là ở Việt Nam hiện tại bây giờ thì có khá là nhiều các cái thông tin tuyển dụng về IT Counter, thậm chí là nếu như mà không nói là nhiều thì nó cũng quá nhiều đi, ở trên VietnamWorks cũng như là trên các cái trang về việc làm ấy, thì em thấy cái ngành này cũng có thể nói là hot. Thì theo cái quan điểm của chị thì hiện tại bây giờ các cái công ty IT ở Việt Nam ấy thì nó đang lớn mạnh đến như thế nào này, và các em thấy là bây giờ thì ngoài các cái công ty của Nhật thì còn có rất là nhiều các cái công ty Việt Nam mà do người Việt Nam đứng lên để mà nhận dự án thì cũng nhiều. Thì chị đang đánh giá cái số lượng và cái tương lai, đi chủ quan thôi cũng được, về cái công việc này được không? Thì trước mắt thì là hỏi là có nhiều hay không thì chị khẳng định là rất nhiều. Ví dụ như là trong ngành IT nói chung ấy thì là các em đã biết rồi, từ thời chị còn là học cấp 3 thì tức là cũng phải tầm bao nhiêu năm về trước, từ năm 2000 đến giờ, nói chung là cũng hơn 20 năm về trước thì là cái ngành IT cũng đã rất là hot rồi và mọi người cũng đã rất là cố gắng để thi được vào cái ngành IT, để được ra trường làm một cái ngành hot ở trong tương lai đấy. Thì và đến tận bây giờ thì nó vẫn hot, hot ở cái chỗ là ngay cái lúc đầu vào đại học là nó đã hot và điểm cũng đã rất là cao để được vào những cái khoa IT của những cái trường mà tốt như là trường Bách Khoa hay quốc gia đấy. Thì là đã hot hơn 20 năm rồi chứ không phải là bây giờ nó mới hot, đúng không nhỉ? Thì trong cái lĩnh vực IT nói chung đấy thì chúng ta sẽ có cái lĩnh vực IT mà làm cho thị trường Nhật Bản nói riêng đấy. Thì thị trường Nhật Bản thì như các em biết rồi ấy, đất nước Nhật Bản này nó phát triển rất là lâu rồi, đứng nhất nhì thế giới từ rất là lâu rồi. Thế cho nên là những cái phần về thuộc về cái phần gia công, không chỉ là những phần gia công về mặt gọi là đơn thuần về mặt chân tay mà gia công về mặt trí tuệ cũng đã phát triển rất nhiều năm nay. Và gia công IT là một trong những cái lĩnh vực mà bên Nhật thực hiện thuê outsource với lại offshore bên ngoài rất là nhiều đấy. Và họ chỉ giữ lại thực hiện những cái phần công việc mà thuộc cái công đoạn phía trên thôi, rất là ít thôi, và dần dần là họ cũng chỉ thực hiện cái công đoạn có thể là chỉ là cái công đoạn sale thôi, để lấy dự án thôi. Và cũng như Hồng nói đến cái công ty Việt Nam mà tấn công sang thị trường Nhật cũng càng ngày càng phát triển đấy. Thì các cái công ty Việt Nam này có thể là do những cái anh chị đã từng du học ở đất nước Nhật Bản rồi thì cô họ cũng đã nắm được, thứ nhất là văn hóa con người, thị trường,
À, rồi rất là nhiều những cái khác nhau của đất nước Nhật Bản, rồi họ có kiến thức và có rất là nhiều những cái cơ sở họ có thể mở được những cái công ty đặt trụ sở tại Nhật hoặc là tại Việt Nam, rồi là có những cái chi nhánh ở Nhật rất là nhiều, cho nên là nhu cầu càng ngày càng gia tăng và trong tương lai thì chắc chắn là sẽ còn tăng nhiều nữa. Thì đấy là cái có thể là cái nhận xét chủ quan của chị. Thế tuy nhiên mà trên thực tế chị sẽ show ra cho mọi người thấy luôn, ví dụ như công ty mà chị đang làm cũng là công ty của Nhật chẳng hạn. Thì IT counter cần nhiều không thì nó sẽ phụ thuộc vào dev cũng cần nhiều không. Thì thông thường cái tỷ lệ nó sẽ là tầm 5 bạn dev thì sẽ cần một bạn counter. Thông thường là cái tỷ lệ chung ấy, đương nhiên là có thể tùy vào cái dự án cụ thể, nhưng mà về mặt xét về mặt tỷ lệ chung thì tầm 4 5 bạn dev thì sẽ cần một bạn counter. Đấy, cho nên là cái lượng dev mà tuyển càng nhiều bao nhiêu thì lượng counter sẽ cần tuyển càng nhiều bằng 1 phần 4, 1 phần 5 bấy nhiêu. Ở thị trường Nhật định đương nhiên là chị trường Nhật thôi chứ không không nói trên thế giới rồi đúng không nhỉ? Và công ty chị là công ty làm mà cho Nhật thì là đa số là khách hàng ở Nhật, đa số 80-90% là khách hàng Nhật. Cho nên là IT nó càng phát triển thì những cái gì liên quan đến IT thì nó cũng sẽ phát triển theo. Và IT counter cũng đã là một ngành khá là hot ăn theo cái thị trường IT đang phát triển rất là cao độ như vậy. Thế thì nghe chị nói thế thì em cũng có nhớ đến một cái câu hỏi của một cái bạn, là bạn ấy hỏi là em thì em cũng chỉ có làm ở thị trường Việt Nam thôi, em chưa có làm ở bên Nhật bao giờ. Nên là có bạn cũng có hỏi em là ở Nhật thì có thể, tức là counter ở bên Nhật có xin được việc hay không. Thì đợt đấy thì em cũng có trả lời với bạn ấy là thường thì làm ở bên Nhật thì là Brit thì nó sẽ nhiều hơn. Thì chị có biết về cái lĩnh vực này không? Có là nếu giả dụ bây giờ một bạn mới ra trường ở bên Nhật không liên quan gì đến IT nhưng mà có thi IT Passport hoặc là có cái chứng chỉ gì đấy về IT chẳng hạn, hoặc là có cái kinh nghiệm một chút về IT đi học các cái khóa học chẳng hạn, thì có thể xin được ngành, được cái công việc này ở bên Nhật không? Thì có một bạn hỏi như vậy. Chị khẳng định là có luôn. Đấy, ngày xưa chị làm ở công ty cực kỳ lớn ở Nhật, đấy là công ty Hitachi. Đấy, thì như các em biết rằng là công ty Hitachi là rất là lớn rồi đúng không nhỉ? Đấy, thì là ở trong công ty lớn như vậy, thế mà khi mà tuyển nhân sự, các em có biết thế nào không? Tuyển nhân sự vào làm IT mà tuyển toàn ngành cái gì nhỉ? Quản lý, quản trị với kế toán các thể loại thôi. Đấy, tuyển mà đích thực là tốt nghiệp từ IT ra cũng không nhiều. Đấy, và bây giờ cũng thế. Bây giờ chị cũng hỏi một số bạn bên Nhật là tình hình là kiểu nhân sự mình tuyển vào có bắt buộc phải IT hay không, thì họ cũng bảo là từ rất là nhiều ngành khác chuyển sang. Đấy, là đa số là như vậy vì không đủ nhân sự từ chính ngành IT. Cho nên là chuyện ấy rất là bình thường. Và ví dụ như hồi chị làm ấy thì có một cái em ấy làm cũng tốt nghiệp ở một cái ngành không hề liên quan như là quản trị kinh doanh hay gì đấy, chị cũng không nhớ chính xác. Thế tuy nhiên là vào trong công ty thì em ấy cũng được tham gia những khóa đào tạo, rồi bản thân em ấy cũng tự tìm tòi học hỏi ở bên ngoài đấy, và em cũng đã thi được chứng chỉ IT Passport và em ấy làm việc cũng rất là tốt. Vậy thì cái câu trả lời của em là có hay không thì chị khẳng định là có. Thế nhưng nếu mà em đã xác định làm ở bên Nhật thì em phải cần có một cái thứ tiếng Nhật nó đủ đủ để có thể hiểu hết tất cả những người gì người ta nói và đủ để có thể nói hết những gì mình muốn nói với họ. Thì đấy là cái điều kiện rất là cần thiết, cộng thêm với việc là em có một cái sự ham học hỏi, luôn luôn cố gắng phấn đấu. Đấy, và cộng thêm một chút nữa là em cũng cần phải có một cái tư duy nhanh nhạy về cái việc mà học những kiến thức mới nữa. Cái khả Đấy, năng thì tự và học với đúng không? những cái điều kiện đấy thì chị thấy hoàn toàn có thể xin được việc, không có vấn đề gì hết. Đấy, với lại thêm một cái câu hỏi nữa là có khá là nhiều bạn tham gia các cái khóa học của mình ấy là tầm 89, 90, có một bạn 88 và có cả một bạn như là có một bạn 88 là nhiều tuổi nhất, xong có một bạn 90 mà đã lo là mình già. Thì là em cũng có đưa ra một số cái ví dụ ngày xưa như là chị trong công ty chị em mình thì là cũng có những cái người mà đi ngang đúng không, cũng sinh năm bảy mấy cũng có, tám mấy cũng có, rất là nhiều. Thì hôm nay thì em cũng tiện thể đây, mặc dù là em đã nói với các bạn ấy rồi nhưng mà em vẫn muốn hỏi lại thêm của một cái người khác là như là chị Hoàng đây, thì chị nghĩ thế nào về tuổi tác và khi mà mình đâm ngang sang mà mình không có một background gì về IT mà mình đã tầm 88 đi, 90 đi đúng không, hoặc là 87 như em đi chẳng hạn, thì có đâm ngang được hay không? Và theo chị thì cái lợi điểm mặc dù là như thế thì cái mặc dù nó vẫn có những cái ưu điểm riêng chứ đúng không, nhiều khi gừng gừng càng già thì càng cay mà đúng không, thì theo theo quan điểm của chị như thế nào?
Hồng cũng đã nói hộ chị một cái phần câu trả lời rồi, đấy là cái câu gừng cần giả nàng cay đấy. Thế bây giờ chị sẽ phân tích là cái đầu tiên là cái bất lợi của mình về mặt tuổi tác đấy nhé. Đấy, thứ nhất là cái bất lợi về mặt tuổi tác là so với các bạn 99 2000 là thứ nhất là các bạn ấy trẻ. Các bạn ấy trẻ thì thứ nhất là các bạn sẽ không đòi hỏi mức lương quá cao. Các bạn ấy chưa phải lo về cuộc sống con cái gia đình nên là các bạn ấy không đòi hỏi mức lương cao. Đấy. Mà cùng là bắt đầu như nhau, chứ chị không biết là tiếng Nhật thì thế nào, có như nhau hay không. Thế nhưng mà cùng là bắt đầu như nhau thì là rõ ràng rằng là công ty sẽ tuyển dụng một bạn là có một cái mức lương mà không đòi hỏi quá cao. Đấy, đúng chưa? Đấy là cái bất lợi của các em. Đấy. Cái thứ hai ấy, đấy là các bạn bây giờ IT nó đã thịnh hành rất là lâu rồi nên là các bạn trẻ bây giờ các bạn cũng rất là thông minh rồi. Nên nói một từ gọi là vui một tí là rất khôn rồi. Đấy, là từ sinh viên là các bạn đã đi thực tập rồi. Mà các bạn thực tập là các bạn đã có một cái khoảng thời gian trải nghiệm về mặt IT là các bạn cũng đã thấm nhuần không nhiều thì ít rồi, đúng không nhỉ? Đấy là bạn ấy cũng đã có ít nhiều gọi là cái kinh nghiệm làm việc thực tập rồi, là các bạn ấy cũng đã có những cái định hướng từ sớm vào IT counter là các bạn đã có sự chuẩn bị, cộng với cái việc các bạn có cái tuổi trẻ. Đấy, mình bây giờ mình có tuổi, mình hết giờ mình muốn về đón con. Thế nhưng mà các bạn ấy mà em sẵn sàng overtime, em sẵn sàng làm quá giờ. Khách hàng Nhật nó hay làm rất là muộn, chat rất muộn, đối ứng rất là muộn, thì là họ gửi những cái tin nhắn muộn như thế thì là trong lúc mà mình đang làm sao nấu cơm hoặc là mình đang dạy con học thì là các bạn ấy còn đang free đúng không? Các bạn có thể trả lời bất cứ lúc nào. Thì đấy là những cái lợi thế rõ ràng là không thể nào phủ định được nữa rồi. Đấy. Thế tuy nhiên nói về cái lợi thế của các bạn trẻ tuổi thì mình lại quay lại cái lợi thế của những cái người mà gọi là gừng càng già càng cay ở đây. Đúng không nhỉ? Mặc dù chúng ta chưa làm IT bao giờ, thế nhưng chúng ta lại có kinh nghiệm về mặt gọi là Sakaijin, tức là con người của xã hội đấy, đã đi làm rồi, đã biết rằng là nên đối nhân xử thế như thế nào. Đấy, đã biết rằng là à đối với tình huống này mình nên action như thế nào thì hợp lý, dĩ hòa vi quý, nên làm như thế nào để tất cả mọi chuyện nó suôn sẻ tốt đẹp, nên xử lý như thế nào để mọi thứ hai bên đều vui vẻ. Đấy, tức là hoặc là cái tình huống này nên xử lý như thế nào để giảm thiệt hại lớn nhất. Đấy, thì tất cả là những cái đấy người ta gọi là gừng càng già càng cay, thì rõ ràng là những cái bạn mà không phải là background IT nhưng mà về mặt xử lý chung thì ngành nghề nào nó cũng sẽ giống nhau. Đấy, các bạn sẽ có những cái sự khôn khéo nhất định của tuổi tuổi già. Đúng Đấy. rồi. Đấy Cái thì mà nói nói là kiểu công việc nào nó cũng sẽ có những cái gọi là đúng rồi. cái mindset hoặc những cái skill nó chung Đúng ấy, rồi. gọi là Đúng về rồi. cái cách communicate, rồi cái cách giải quyết Đúng vấn rồi. đề, cách quản Đúng rồi. lý thời gian, rồi cái cách mà quản lý vấn đề, giải quyết các cách giải quyết ra sao. Em rất là đồng tình với chị cái vấn đề đấy. Nhiều khi là như như chị em mình nhiều năm kinh nghiệm thì chắc chắn là phải hơn một cái bạn là vừa mới ra trường là chưa biết gì về công ty rồi, đúng không? Thì em nghĩ đấy là một cái ưu điểm rất là lớn, nên là nếu giả dụ mà bạn nào mà hiện tại giờ khóa học của mình là có đâu ba bạn gì đấy từ trước giờ hỏi em 3 lần liền cái câu này, và em cũng đã nói cả 3 lần đều cái ý kiến giống nhau là theo em tuổi tác nó không phải là vấn đề, và cũng như chị vừa đánh giá ấy, thì em hôm nay là gọi là nhấn mạnh lại một lần nữa, cho nếu như mà bạn nào sử dụng mà có đang phân vân ở cái đoạn là không biết là chuyển chuyển ngành ở cái độ tuổi này thì có phù hợp hay không, thì em nghĩ là hoàn toàn mình có thể thực hiện được, và tất cả đều là do cái khả năng tự học, cái khả năng suy nghĩ và cái mindset của mình nữa, đúng không? Có một cái vấn đề rằng là rõ ràng là chị bổ sung thêm một chút. Chứ nói như thế thì các bạn lại lại bảo rằng là tại sao em chị khuyên như thế nhưng em đi tuyển dụng thì lại rất là khó để tuyển dụng vào. Cái đấy là nói thẳng là cái sự thật thực tế. Đấy. Cho nên là ngay cả bản thân chị thế thôi, bây giờ mà bảo chị cũng không chia sẻ thẳng luôn. Đấy, bảo chị là bây giờ tuyển một bạn tiếng Nhật tương đương nhau một bạn trên 9x với một bạn dưới 9x thì chắc chắn là chị sẽ tuyển bạn trên 9x. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì là rõ ràng rằng là các bạn trẻ các bạn cũng sẽ có cái sự nhiệt nhiệt huyết nhiệt tình hơn. Đấy. Thế nhưng mà mình làm sao để mình chuyển ngang sang ngành để lúc đầu cái người tuyển dụng đấy người ta có sự tin tưởng niềm tin vào sự cố gắng của mình thì rõ ràng là mình phải cố gắng hơn là các bạn khác. Ở đây chị hay dùng cái từ gọi là lùi một bước để tiến nhiều bước. Đấy.
các bạn khác trẻ thì các bạn có thể xin vào làm chính thức ngay, nhưng mà chính thức ở cái dạng là các bạn ấy chỉ ở tầm là level junior, tức là mới bắt đầu thôi đúng không nhỉ? Thế nhưng mà mình xin vào thì bao giờ cái mức lương hiện tại của mình mà xin vào thì nó sẽ không thể nào junior được nữa đúng không? Mặc dù là các em lùi một bước nhưng mà nó cũng chỉ hạ cái so với mức lương hiện tại ở công ty của các em một phần nào đấy thôi đúng không nhỉ? Đấy, thế cho nên là ở đây chị nói câu lùi một bước để tiến nhiều bước là ở chỗ khi mình chuyển sang ngành nghề khác, làm thế nào để cho mọi người tin rằng là mình có thể là có tiềm năng trong lĩnh vực này, hãy cứ tuyển tôi đi rồi là tôi sẽ show cho các anh thấy là ngoài những cái năng lực tôi chỉ cho các anh ở buổi phỏng vấn thì tôi còn có thể phát huy được nhiều những cái kỹ năng khác nữa. Thì trong một số trường hợp là thậm chí các em có thể là sẵn sàng xin đi thực tập. Đấy, sẵn sàng là bỏ lương nộp một nửa năm xin đi thực tập. Đấy, thứ nhất là để xem là mình có thực sự là muốn chuyển sang nghề này hay không, có phù hợp hay không. Cái thứ hai là để mình trau dồi đủ kiến thức để mình là đủ tự tin để có thể đi với cái mức lương tương đương với cái mức lương ở ngành cũ của mình. Đấy. Đấy thì là chị nghĩ là nhiều khi là lùi một bước để tiến nhiều bước, hoặc là không bằng cái mức lương cũ đi chăng nữa thì nó cũng ở cái mức là mình có thể được nhận vào công ty và nó không ở mức start quá thấp. Và trong quá trình lộ trình career up, em biết cái ngành IT Copter career up nó rất là rộng. Đấy, thì mình có thể là tiến dần lên và mình phục thù ở những năm sau. Thì hôm trước em cũng có nói với một bạn là chấp nhận là lương thấp nửa năm đến một năm, rồi sau đấy là mình thể hiện cái năng lực của mình, rồi cái việc mà mình tự học hỏi tự phấn đấu ấy, thì nó hoàn toàn có thể xảy ra. Chứ còn bây giờ mình bắt mình sang nhảy sang mà mình đòi một cái mức lương gọi là quá cao so với lại cái kiến thức của mình đang có, thì em nghĩ là cũng là một cái điều rất là khó khăn. Với cái kinh nghiệm của chị hiện tại bây giờ ấy, thì là ở công ty thì cũng sẽ có những cái người mà có cái kinh nghiệm làm counter nhiều năm rồi, nhưng mà bây giờ em đang focus vào những cái bạn mà mới ra trường hoặc là những cái bạn mà mới có kinh nghiệm counter khoảng tầm 1 đến 2 năm đi. Thì theo chị đánh giá thì các cái điểm mạnh và các cái điểm yếu của các bạn ấy là gì? Và theo chị thì nên làm cái gì để mà phục hồi hay gọi là cải thiện những cái mặt yếu đấy? Thực ra ấy thì là cái độ tuổi nào hay là cái ngành nghề nào thì nó cũng sẽ liên quan mật thiết và chặt chẽ và gọi là liên quan rất nhiều đến cái việc mà cái khả năng nhận thức của bạn ấy đến đâu. Đấy. Thì đương nhiên là mình phải xét là cái khả năng nhận thức của từng người một nó khác nhau đúng không nhỉ? Thứ nhất là cái nhận thức tốt thì bản thân là các em là counter thì các em phải tính nhắc tốt cái đã. Nói đi nói lại, nói gì thì nói đúng không nhỉ? Đấy, thì với những cái bạn mới ra trường ấy thì các bạn có thể là rằng là các bạn chưa được đi Nhật bao giờ, thì cái khả năng nói trau dồi tiếng Nhật của các bạn thì là nó cũng sẽ phải cần thêm nữa. Tuy nhiên đấy là cái về cái khả năng gọi là giao tiếp khai hoa thôi, chứ còn về mặt ví dụ như là ngữ pháp, dịch viết xuôi viết ngược đấy thì là những cái mà các em chắc chắn là phải nắm chắc ở trường đại học. Chắc chắn là phải nắm chắc ở trường đại học và chắc chắn là phải master nó ở trường đại học, bởi vì cái đấy nó không phụ thuộc vào yếu tố khách quan là cho tôi phải có người Nhật giao tiếp thì tôi mới làm được cái đấy đúng không nhỉ? Thì cái đấy nếu mà các bạn không làm tốt thì chắc chắn là các bạn sẽ không đỗ được vào công ty nào hết. Đấy, thì là với những bạn trẻ tuổi thì chị muốn là focus trước vào cái đấy là các em phải làm tốt cái công việc nhiệm vụ của mình ở trường đại học là như thế. Đấy, thì nếu mà những bạn nào làm tốt được cái nhiệm vụ như thế thì đương nhiên là khi mà phỏng vấn vào thì ở cái mức mà các bạn có thể khai hoa giới thiệu được bản thân một cách gọi là tự tin, rồi là nghe được những cái câu hỏi phỏng vấn rất là bình thường thôi thì chị nghĩ là cũng có thể là đỗ được vào các cái công ty phỏng vấn. Với cái tỷ lệ mà chị tuyển ấy thì thông thường là chị phỏng vấn 10 người thì mới được một người. Đấy. Thì cũng cùng tốt nghiệp như nhau thôi, cũng cùng từ một trường ra thôi. Thế nhưng mà bạn thì là được, bạn thì không được. Đấy, thì nó khác nhau ở cái nào. Lúc đầu các em mới ra trường thì đâu có ai hỏi kinh nghiệm gì của các em đâu, chỉ kiểm tra những cái mà các em học ở trường đại học thôi đúng không nhỉ? Đấy, cho nên là cái quan trọng nhất là các em phải làm tốt nhiệm vụ của mình ở trên trường cái đã. Còn các em có kiến thức, các em đi thực tập công ty IT rồi này, các em có tí kiến thức IT nọ kia rồi, nhưng mà quay lại các em dịch vẫn không chuẩn, không thoát ý, câu nó chưa xúc tích, chưa truyền đạt được, thì dù là em có hiểu biết thêm về IT thì chị hoặc là bất cứ nhà tuyển dụng nào cũng sẽ không tiếp nhận.
Thì đấy là lời khuyên với các bạn mà sắp ra trường hoặc là mới ra trường. Chị đang nói về những cái bạn mà mới ra trường thì là cái nhược điểm của các bạn ấy nó vẫn là tiếng, nhưng mà cũng chính là cái ưu là cái tiếng đấy nó khi mà vào dự án mà mình cố gắng thì mình cũng sẽ là một cái ưu điểm để mình có thể như kiểu một cái bọt biển đúng không? Mình có thể thấm được tất cả mọi thứ. Thì đấy là cái về cái ngôn ngữ. Thế còn những cái bạn mà đang làm counter hiện tại bây giờ ấy, thì theo theo chị đánh giá ấy, thì là để mà có thể lên ở cái level cao hơn khi mà ở từ cái bước là junior hoặc là lên lên dần cái kỹ năng của mình ấy, thì theo chị là cái ưu điểm của các bạn, nó không phải ưu điểm nữa, bây giờ sẽ nói là cái cách mà các bạn ấy có thể gọi là gì học tập và phát triển một cách nhanh nhất, thì chỉ có một cái advice gì đấy, osusume gì đấy cho các bạn ấy không? À, chị sẽ có hai cách để cho các em phát triển một cách nhanh nhất. Có hai lời khuyên. Lời khuyên thứ nhất là thực tế nhất đối với các em, đấy là các em làm cái gì, làm vào dự án nào thì các em cứ bám sát các bạn QC dev với lại cái techlead cho chị. Tức là ngoài cái việc mà các bạn bảo em dịch cái này dịch cái kia thì các em hãy tìm hiểu rằng là cái mình đang dịch là cái gì. Hãy ngồi sát QC, hãy ngồi gần dev, hãy nice với các bạn đấy. Tức là hãy làm những cái gì mà support các bạn ấy nhiệt tình để nhận lại sự nhiệt tình từ các bạn đấy. Để các bạn ấy có thể giải thích cho mình rằng là à, cái mình đang dịch là cái gì. Để mình có thể có cơ hội ngó xem các bạn đang làm cái gì. Cái mình đang dịch được các bạn ấy triển khai, cái tài liệu mình đã dịch được các bạn triển khai làm thực tế như thế nào. Tức là cái mình dịch nó chỉ là cái lý thuyết. Còn từ cái lý thuyết ấy các bạn ấy triển khai thực tế làm như thế nào, nó thành hình như thế nào, cách làm như thế nào, quy trình làm nó ra làm sao, từ dev cho đến test, các em hãy ngồi thật gần, hãy nói chuyện thật nhiều, hãy bám thật sát cho chị. Đấy, tức là tất cả những cái nội dung mình dịch là phải làm sao hiểu bằng được. Hiểu bằng cách là bám sát tất cả các bạn QC, dev, tech lead. Hãy đừng ngại tham gia bất cứ một channel nào để đọc những cái câu chuyện của các bạn nói chuyện với nhau. Hãy đừng ngại tham gia những cái cuộc họp của riêng các nhóm nhỏ như thế nào, để có thể lĩnh hội được ít nhiều những cái kiến thức mà các bạn trao đổi với nhau. Đấy là cái cách làm thiết thực nhất mà lời khuyên của chị đối với các em. Thế tuy nhiên cái cách trưởng thành như thế nó cũng cực kỳ gọi là hiệu quả. Đấy, thế cộng thêm với việc mà các em có một cái mentor, tức là một cái người hướng dẫn, một cái lộ trình, một cái kiến thức, nó có một cái quy quy trình từ tổng quan cho đến chi tiết, một cái hệ thống kiến thức lại cho các em. Tức là các em vừa có thực tế để các em nhìn những cái kiến thức đấy, thực tế nó đang chạy như nào, vừa vừa có lý thuyết của một cái người mà hướng dẫn các em là nên làm thế này, nên làm thế kia, thì nó sẽ nhanh, cực kỳ nhanh, nó rất nhanh luôn. Đấy, thì đấy là hai cái cách mà các em có thể phát triển nhanh nhất ở trong cái sự nghiệp của mình. À, liên quan đến cái câu hỏi đấy thì em có một cái ý như thế này sẽ khác, nhưng mà hầu hết trong các cái dự án em làm thì counter chỉ có một bạn thôi, hoặc là cùng lắm là đến hai bạn, còn đâu là mình sẽ làm trực tiếp với lại brief này, hoặc là với lại các cái bạn mà PM, thì là bản thân background là giống như chị là học ngoại học quốc gia ra, hoặc hoặc bách khoa ra, hoặc là học FPT ra chẳng hạn, thì là các bạn ấy học thêm tiếng Nhật, thậm chí là các bạn phải có N2, N1. Nhưng mà có nghĩa là cái nói ở đây ấy, thì là nhiều người cứ nghĩ rằng là nói là phải season theo cái kiểu là gì, là kiểu là người Nhật hát trương như thế nào là mình phải hát trương được như thế, rồi người Nhật phải người ta nói với cái accento như thế nào thì mình cũng phải nói được như thế là nói được. Nhưng mà sau khi làm một thời gian thì em cảm nhận rằng là nói ở đây nó không liên quan đến cái hạt hông hay là accento cả, mà nó liên quan đến cái việc là mình có thể nói được cái gì, có thể thể hiện được cái ý của mình hay không, mình có diễn đạt được cái ý trong tiếng Việt đi ra tiếng Nhật hay không, thì nó mới là cái liên quan đến công việc. Thì rất là nhiều các bạn Brit làm PM, thậm chí làm sếp của em, nói rất là chán. Nếu mà nói mà để mà nghe ấy, thì là nghe thì nó không ra là người Nhật nói, nhưng mà mọi việc vẫn rất là suôn sẻ và rất là trôi chảy, thậm chí nó còn smooth hơn rất là nhiều, mặc dù là mình nói có hay hay không như thế nào. Nhưng mà cái cách tư duy này, cái công việc người ta hiểu thấu đến đâu này, cái cách mà người ta nói và người ta vận hành như thế nào ấy, nó quan trọng hơn rất là nhiều. Thế nên là rất là nhiều bạn hay hỏi em là nói là luyện như thế nào, thì em cũng chỉ nói rằng là
các bạn ấy là luyện theo cái cách hành văn của họ này, còn cái ngữ điệu của họ này, cái cách mà họ nói này. Nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây đó là mình phải sử dụng những cái mà mình đã học để có thể nói được những cái gì mà mình nói, cho dù hạt dương của mình không tốt nhưng mà mình phải nói ra được theo đúng cái ngữ nghĩa, theo đúng cái ý mà mình hiểu để có thể đối phương người ta hiểu được. Đấy, thì lúc nãy chị nói về cái việc là mình nói này, cộng với cái việc chị nói về cái việc là phải đi cùng với các bạn QC và các cái bạn dev ấy, thì em nghĩ là cái việc đi cùng với QC và dev sẽ giúp cho mình hình thành được tư duy. Cộng với cái việc là mình học ngữ pháp và ngoại ngữ tiếng Nhật, nó hai cái nó kết hợp lại với nhau thì nó mới ra được một cái vấn đề. Chứ còn bây giờ hiện tại em thấy có một số bạn bị focus quá nhiều vào việc là gì? Là đi 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 học nghe học nói thì là đúng rồi, GPT thì là đúng rồi, nhưng mà phải làm thế nào để có thể ứng dụng những cái đấy vào trong thực tế. Thì đấy, thì chị có cái quan điểm gì về cái này không? Thực ra ấy, nó sẽ có hai cái mức độ. Một cái mức độ là nói rất là hay, nói kiểu là nói giống như em nói là cái phát âm rồi những cái gọi là về nuance sự của nó phải giống y hệt người Nhật. Như thế là nói rất là hay, nói như kiểu Nihonjin rồi, nói như kiểu giống người Nhật rồi, thì nó là một cái mức độ. Còn một cái mức độ nữa là tự tin nói, không ngại nói, tự tin nói và mình nói được là mức độ thứ hai. Và một cái mức độ nữa là lắp bắp mãi không nói thành lời, đúng không? Thì không cần phải mức độ một, không cần thiết, nhưng mà nếu mà ở mức độ 3 thì cũng không thể làm được việc, nên là các em tối thiểu phải ở mức độ 2, các em tự tin, các em nói tự tin nói ra được những gì mà mình nghĩ, không sợ nói đấy, không sợ nói, tự tin nói và làm sao mong muốn được nói đấy. Các em chỉ cần ở ở mức đấy là được. Còn đúng như Hồng nói, khi mà các em đã tự tin nói rồi, cộng với cái việc mà khi mà các em kikitore được, các em nghe được khách hàng nói cái gì, đúng không? Căn bản là em phải nghe được họ hỏi cái gì để mà trả lời đúng cái họ hỏi, đúng chưa nhở? Đấy, thì ở đây nhiều khi kỹ năng nghe nó còn quan trọng hơn kỹ năng nói. Các em nghe, bởi vì giờ người Nhật thì có 5-7 loại người Nhật, người nói đùa giống như các bạn trẻ bây giờ nói là người Nhật zít, người Nhật zát ấy. Đấy, thì nó có 5-7 loại người nói, 5-7 kiểu giọng khác nhau, đúng không nhở? Khách hàng thì đương nhiên mình phải chấp nhận là không thể lựa chọn được khách hàng rồi. Thì nhiều khi cái kỹ năng nghe nó còn quan trọng hơn kỹ năng nói. Mình nghe được họ nói cái gì, đấy, mình nắm bắt được câu hỏi chính của họ là cái gì. Xong đấy mình ma tô mê được tổng hợp lại những cái thảo luận của các bạn ở bên Việt Nam. Ở bên Việt Nam các bạn bạn BA thì nói thế này, bạn Techlead nói thế kia, mỗi bạn nói một kiểu. Bây giờ làm sao mà mình đủ cái kiến thức để mình ma tô mê lự tất cả các ý kiến đấy để trả lời đúng và trọng tâm của khách hàng. Đấy mới là cái quan trọng. Và cái đến cái lúc mà mình nói rồi thì mình có thể là dùng tất cả những cái tiếng Nhật mà mình có để mình sử dụng. Lúc đấy là phụ thuộc vào bản thân mình rồi, đúng không? Không ai ép mình là phải nói tiếng Nhật cao siêu, phải nói bằng một từ gọi là quá kính ngữ hay là phải nói bằng một từ gọi là rất là chuyên nghiệp. Miễn sao mà mình diễn đạt tổng hợp được cái ý đấy một cách xúc tích ngắn gọn, đúng trọng tâm, và mình dùng cái tiếng Nhật, từ ngữ tiếng Nhật nào mà mình biết để truyền đạt sang, thế là ok. Đấy, thì là công việc smooth rồi, không cần thiết phải các em phải nói bập như kiểu là rất là chuyên nghiệp luôn, hoặc là phải nói gọi là giọng thánh thót như chim hót, không cần thiết. Đấy, và khi mà mình đã hiểu được ý rồi thì mình có thể ma tô mê lự và mình sắp xếp theo những từ tiếng Nhật mình có để truyền đạt. Cho nên là đối với chị, kỹ năng nghe nó còn quan trọng hơn kỹ năng nói rất nhiều. Đấy, kỹ năng nghe và kỹ năng hiểu vấn đề, tổng hợp vấn đề và làm sao ma tô mê được, tức là vẫn là tổng hợp vấn đề để mà trả lời đúng vào cái trọng tâm, nó còn quan trọng hơn kỹ năng anh nói như chính Đúng. Cái kỹ năng tổng hợp vấn đề ấy, em thấy thực sự là em thì cũng không phải là gì lắm, nhưng mà em nghĩ rằng là em có cái khả năng đấy, nên nhiều khi em nhìn các cái bạn khác ấy, em thấy rằng là cái khả năng tổng hợp vấn đề của các bạn ấy dường như nó có một cái gì đấy nó cứ bị mắc, là giả dụ như là các bạn nhiều khi các bạn hiểu nhưng mà các bạn không nói ra được, cũng là cái khả năng tổng hợp vấn đề. Cái là mình hiểu nhưng mà mình không thể nào mà nói ra được ra là nó là cái gì, rồi mình không thể nào là matome được rằng là à cái anh này anh nói cái này, cái anh kia anh nói cái kia, thì bây giờ tổng kết lại là anh muốn nói cái gì đấy. Hoặc là mình sẽ phải đưa ra một cái mindset hoặc là một cái opinion của mình, một cái ý kiến của mình, cái ý kiến của mình, để mà mình có thể tổng hợp được cái ý kiến đấy lại với nhau, đúng không? Thì em thấy cái đấy nó là cái kỹ năng mềm, nên là cái việc mà mình làm bất kể ngành nghề nào, lúc nãy chị có nói là cái skill của mỗi ngành nghề thì nó giống nhau ấy, đúng không? Thì là em nghĩ là
đi mà tuyển dụng công tơ đỗ hay không ấy, thì ngoài các cái việc như là bạn có kiến thức IT, bạn có kiến thức về tiếng Nhật, thì nhiều khi cái mindset người ta nhìn thấy ở mình có một cái điểm gì đấy nó còn quan trọng hơn, thậm chí là cũng quá bán đấy chứ đúng không? Về tất nhiên là tiếng Nhật và nó cũng không thể nào quá gì quá cùi bắp được, nhưng mà nhiều khi người ta nhìn cái con người mình, người ta cũng sẽ nhận ra rằng là mình có phù hợp với công việc đấy hay không, hoặc là phù hợp với công ty hay không đấy. Thì nhân đây thì gọi là tiện, gọi là nói những cái đấy để cho các bạn biết được rằng là nhiều khi trượt cũng không phải là do mình dốt tiếng Nhật hoặc là mình dốt IT đâu, nhiều khi nó còn là nhiều những cái yếu tố khác. Đúng cái thời điểm đấy thì người ta chọn cái người kia chứ không có chọn mình. Thì em nghĩ là cái đấy nó cũng là cái duyên nữa, thì mình sẽ À, cái này nó cũng là cái duyên với lại cái gọi là được gọi là đúng người đúng thời điểm ấy. đúng người đúng À, thời nhân tiện điểm. câu câu chuyện đúng thời điểm thì cái này các em cũng cũng không cần phải ví dụ như có trượt thì cũng không bao giờ nghĩ rằng là do mình quá kém đâu nhé. À, có một số trường hợp là có một số trường hợp ví dụ như chị tuyển dụng chẳng hạn trượt hoặc là chưa nhận vào được là do lúc đấy nhân sự nó đang chưa thiếu thì đấy cũng là một trong những cái lý do đấy, hoặc là bạn kia đỗ là đúng cái lúc mà đang cần người. Đấy, đúng lúc đang cần người mà phải assign vào ngay. Đấy, hoặc là thì có rất là nhiều những cái lý do khác nhau, hoặc là trượt là do là công ty thấy bạn rất tốt rồi nhưng mà cái mức Mức chi lương. phí để trả so với cái mức lương bạn mong muốn nó không thể đạt tới được chẳng hạn. Thì nó cũng có rất là nhiều lý do, cho nên là các bạn nếu mà trượt mà cứ nghĩ ngay chỉ đến một lý do là à mình chưa chưa đủ độ hay như thế nào thì nó cũng có nhiều khi là oan cho bạn đấy. Thì cũng nên lạc quan trong rất là nhiều những trường hợp khác nhau đấy. Thì quay lại cái câu chuyện mà về kỹ năng mềm, thì các bạn nói chị nói thật là các bạn ở trong làm muốn làm IT counter, nếu mà các bạn chỉ làm thuần IT counter không thôi thì không nói làm gì, thế nhưng mà các bạn muốn phát triển con đường nó rộng mở hơn thì IT counter nó là một cái nghề mà cái khả năng leadership của nó nói chung là cũng khá là mạnh đấy. Thế nên nếu bạn nào mà thấy mình có cái khả năng leadership thì là sẽ rất là phù hợp. Bởi vì sao? Vì gì là ngay trong một cái buổi họp thôi, nhiều khi là có cả PM đấy, có cả PM hai bên đấy. Thế nhưng mà IT counter ở giữa vẫn có những cái gọi là cái vai trò nhất định của mình để có thể control buổi họp, sao cho nó đi đúng cái mong muốn của hai bên và có thể cân bằng được tâm lý của hai bên để cái buổi họp đấy được diễn ra và kết thúc một cách tốt đẹp. Đấy, thì dục mặc dù hai bên đều có những người lãnh đạo, thế nhưng mà mình lại là một người lãnh đạo ở giữa để có thể control tất cả mọi thứ được nó đi được tốt đẹp, thì đấy là những cái kỹ năng mà gọi là leadership, tổng hợp vấn đề, giải quyết vấn đề của một bạn counter có thể phát huy được và có thể phát triển cái nghề nghiệp của mình rất là cao. Cho nên là bạn nào mà có khả năng leadership thì chị nghĩ là mà vào IT counter thì cái con đường phát triển của các em nó sẽ cực kỳ tốt. À, Cái chị đấy comment đúng là luôn. em cảm nhận được rất là rõ, vì ngày xưa đã từng làm kiểu mình cũng đang ở cái ở giữa cái cuộc họp, thì hồi kiểu như là những người mà người ta có cái mindset về kỹ thuật thì người ta lại nghĩ khác, nhưng mà mình có một cái mindset về 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 ngôn ngữ, có là thêm thêm một chút làm dự án thì nó cũng lại có một cái góc độ khác, thì là mình là một cái người mà dễ dàng hòa đồng nhất các cái ý kiến của các bên. Thì em nghĩ là cái leadership đúng như chị nói là mình có một cái khả năng đấy, thì cái việc mà mình làm counter thì nó cũng sẽ là một cái lợi thế rất là lớn cho mọi người. Vậy chị vậy bây giờ chị có cái lời khuyên nào, như chị nói lúc nãy thì là như thời của em thì nó cũng dễ dàng hơn, mọi người sẽ tay ngang, nhưng mà đến thời bây giờ thì đã 10 năm rồi còn đâu, hơn 10 năm rồi, thì theo chị thì chúng ta nên làm như thế nào để có thể tiến vào cái con đường này một cách dễ dàng hơn? Thì chắc là nó cũng sẽ tổng hợp lại cái câu hỏi của em từ nãy đến giờ thôi. Thì chúng ta sẽ có hai đối tượng, một đối tượng là các bạn vẫn còn rất là trẻ, sắp ra trường hoặc là mới ra trường đúng không? Thì các bạn này, đối tượng này thì sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì với các bạn này thì rõ ràng là giống như lời khuyên của chị lúc nãy đấy, thì đầu tiên là phải đảm bảo là tiếng Nhật dịch viết hai chiều của em phải ok. Những cái này em có thể làm tốt ở trên ghế nhà trường đúng không nhỉ? Còn khả năng nói đấy thì là chị cũng đưa ra lời khuyên rồi, nghe nói đấy thì mình tập trung vào khả năng nghe nhiều hơn, còn khả năng nói thì là mình thay vì quá mất nhiều thời gian khả năng nói để cho nó thật hay thì các em hãy học những cái cách giải quyết vấn đề, học những cái kỹ năng mềm, học ra ngoài va vấp xã hội và từ từ các vấn đề ngoài xã hội thì mình cũng có thể có những cái nhận định riêng với các vấn đề và tập giải quyết với các vấn đề.
hoặc là có thể vào thực tập ở các công ty và quan sát những cái người đi trước của mình đã giải quyết vấn đề như thế nào khi mà gặp cái khúc mắc như thế, chứ không lại thấy là vào công ty mà thực tập mà thấy có anh chị dịch cho rồi thì mình đỡ phải dịch thì mình ngồi mình chơi thôi, thì rõ ràng là mình sẽ không quan sát và học hỏi được. Thì đấy, thì thay vì dành quá nhiều thời gian về để nói quá hay thì các em có thể là tập trung vào để học cái cách giải quyết vấn đề, tổng hợp vấn đề đấy. Và đấy, dù là tay ngang hay là mới hay là như thế nào đi chăng nữa thì cái việc mà bám sát các cái team QC, các team dev và tìm cho mình một cái mentor để có thể là hướng dẫn mình và trả lời những câu hỏi của mình khi mà khúc mắc, thì đấy là vẫn là cái key mà rất là chính và rất là lớn trong cái việc phát triển sự nghiệp của các em. Đấy, tìm được càng nhiều mentor thì càng tốt. Thì và cái việc gì cũng phải xông xáo làm. Đấy, thì cũng như chị nêu một cái ví dụ cho các em thấy rồi đấy, bạn nào mà vào dự án càng khó khăn mà càng không lùi bước mà càng gọi là kiên trì kiên định với nó thì bạn ấy càng phát triển nhanh. Chị là coi như là tổng hợp hết từ đầu cho đến tận bây giờ là Đấy. cũng rất là cảm ơn chị. Thực ra thì là em thì em thấy rằng là cái việc mà tìm nhiều mentor cho mình ấy vẫn luôn luôn là một cái mà mình cần phải để ý tới. Ví dụ như là không kể là ngành IT công tơ, kể cả là mình làm trong bất kể ngành nghề nào đúng không, thì là mình có thể đọc sách này, mình có thể đi tìm hiểu này, mình có thể lên trên mạng để search những cái lời khuyên nọ kia. Nhưng mà thực sự công tơ bây giờ ở trên thị trường của mình ấy có không không cũng có rất là nhiều các cái khóa học khác nhau, cũng có rất là nhiều các cái người mà làm những cái nội dung về công tơ. Nhưng mà thực sự ra để mà nói mà những cái kênh mà nó có thể truyền đạt được một cách gọi là chân thật nhất những cái mà đúng là người trong ngành trong nghề và nói về những cái điều mà mình đã và đang làm ấy, nó không có nhiều. Hoặc là cái cách diễn đạt của họ cho cái người mới khi mà bắt đầu tìm hiểu về cái ngành nghề này thì cũng không phải là dễ dàng gì. Với những cái thông tin mà ngày hôm nay hai chị em mình nói chuyện, cộng với cái việc là cái sự tự tin của chúng ta, thực sự là khi mà nhận được các cái lời feedback từ phía các bạn ở trong khóa học nói rằng là em hiểu bài và em cảm thấy rằng là rất là dễ hiểu. Thậm chí là hôm trước có một bạn nói là hai chị vừa có tâm vừa có tầm mà em đọc xong mà em rơi nước mắt. Em cũng rất là vui về cái việc này. Thì thực ra là những cái chia sẻ của chúng ta ở trên mạng thì nó ở trên ở một cái mức độ nào đấy thôi, và hai chị em mình vẫn đang thực hiện những cái việc đấy đều đặn và rất là mong có thể truyền đạt được cái thông tin đấy cho các bạn. Nhưng ngoài ra có những cái mà chỉ khi nào mà chúng ta phải học một cái bước, từng bước một, thì chúng ta mới có thể thể hiện mình, chúng ta mới có thể nói rằng là à cái đấy nó là cái gì, và có thể diễn đạt được cho các bạn một cách gọi là dễ hiểu nhất, một cách gọi là bài bản nhất. Thì rất là mong các bạn hãy cứ thử tìm hiểu, thử quan sát và cùng nhau gọi là nếu như mà bạn nào có cái mong muốn để mà có thể đi sâu hơn, đi xa hơn, thì rất là mong hai chị em mình sẽ có thể trở thành những cái người mentor cho các bạn. Và thực sự là làm nó là trên cái kinh nghiệm của bản thân, và tất cả là đều mong muốn là hai bên cùng sẽ có thể đi trên một cái con đường dài nhất cùng nhau. Đấy, thì trước khi kết thúc video thì chị có cái chia sẻ gì với mọi người nữa không? À, nếu mà nói về việc dạy ấy, thì như các em biết từ xưa đến nay rồi, đấy là một người rất giỏi nhưng chưa chắc đã dạy giỏi, đúng không? Và một người dạy giỏi thì cũng chưa chắc là đã dạy giỏi được ngay từ buổi đầu tiên. À, chị trong buổi dạy của chị luôn luôn mong muốn nhất là các em là bảo với chị rằng là các em không hiểu chỗ nào. Bởi vì rõ ràng là khi là một người, ví dụ như là các em dạy dạy học cho các em của mình, con của mình ấy, em thấy rằng là bài này nó rất là dễ, tại sao lại không hiểu, đúng không? Tôi nghĩ là giảng như thế là cháu nó phải hiểu rồi, em nó phải hiểu rồi chứ. Thế nhưng mà thực tế là các em nó không hiểu. Không hiểu. Thế nhưng mà đấy, thế nhưng mà mình với kiến thức đại học mà mình dạy, bây giờ dạy cho em học sinh lớp 2 thì mình thấy là nó rất là dễ hiểu. Thế nhưng mà nếu mà bạn học sinh lớp 2, nếu mà bạn không nói rằng là mẹ ơi hoặc là chị ơi em vẫn chưa hiểu chỗ này chỗ kia, thì rõ ràng là mình sẽ không bao giờ biết được rằng là bạn ấy, cái cách dạy của mình nó vẫn chưa chưa ổn, đúng không? Đấy, thế cho nên là tốt nhất là ví dụ như là để mà cái người dạy dạy tốt và cái người học học tốt thì là cái người học phải hỏi và cái người dạy phải lắng nghe câu hỏi và làm sao cải tiến cái cách dạy của mình sao cho nó tốt hơn thì phải nói, dù là học chị Hồng hay là học mentor nào ở công ty hay là học bất cứ ở đâu cũng như thế. Các em cũng phải nói ra cái chỗ nào các em chưa hiểu. Còn nếu mà các em còn không nói được cái chỗ nào các em chưa hiểu nữa
thì thực sự rằng là cái khóa học đấy nó sẽ không hiệu quả một chút nào hết. Thì là cái lời khuyên và cái tổng kết lại cái buổi chia sẻ hôm nay của chị. Rồi, em cảm ơn chị Hoàn và rất là mong cái buổi ngày hôm nay sẽ gợi ra một cái gì đấy cho các bạn đang nghe. Mong rằng là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những cái buổi tiếp theo và còn đi cùng đồng hành với các bạn trong thời gian tới. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe đến tận cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại.